Liên quan đến việc hai nữ lao công bị bắn bằng súng hoa cải, công an tỉnh Quảng Ngãi đang lấy lời khai hai nghi phạm Trần Viết Đông, 24 tuổi, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam và Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam trong vụ việc này. Và bước đầu, nghi phạm khai nhận nguyên nhân bắn hai nữ lao công chỉ vì một sự việc rất đơn giản là hai nữ lao công nhắc ngở nghi phạm chạy xe này pô. Theo lời khai ban đầu, khoảng 1 giờ sáng mùng 5 tháng 10, nghi phạm Đông là người trực tiếp dùng súng hoa cải bắn 5 phát đạn vào đùi và chân của lao công Võ Thị Lựu 42 tuổi, và Lê Thị Minh Khải, 35 tuổi, khi đang quét rác ở cuối đường Phạm Văn Đồng. Nga tham gia giúp sức thực hiện hành vi đánh đập hai lao công. Nguyên nhân xuống tay tàn nhẫn được hai nghi phạm khai là do mâu thuẫn vào lúc đông đi xe nẹp bô trước quán dê nhật trên đường Phạm Văn Đồng lúc 0 giờ sáng. Lao công quét rác lên tiếng nhắc nhở. Lúc đó hai nghi phạm quay lại lớn tiếng với hai lao công rồi bỏ đi. Sau khi bắn xong, hai nghi phạm đem súng về phòng trọ cất giấu rồi bỏ trốn qua các huyện ở Quảng Ngãi. Trong ngày mùng 5 tháng 10, hai nghi phạm dùng xe máy di chuyển lên huyện miền núi Ba Tơ hai nghi phạm ngủ trong rừng thuộc địa phận xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Đến sáng mùng 6 tháng 10, cả hai lên xe máy để đi lên Con Tum thì bị công an bắt. Xác minh ban đầu, hai nghi phạm chưa có tiền án. Trong vụ án này, hai nữ lao công nhớ rất rõ hai thanh niên đã bắn mình. Từ biển số xe, loại xe, màu xe đến nhận dạng và quần áo của nghi phạm. Việc cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra cũng rất chính xác và công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi cho biết qua vụ việc này công ty sẽ nhắc nhở người lao động ban đêm cần chú ý hơn để bảo đảm an toàn cho mình và hỗ trợ các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự đêm khuya